thông tin sơ lược về sữa tắm đôi đít mới Stu Skinner Rô Nourisher 709ml. Chắc hẳn, đối với chị em phụ nữ hiện nay, ai cũng mong muốn sở hữu cho mình một làn da khỏe mạnh và mềm mại. Thấu hiểu điều đó nên hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến những quý cô xinh đẹp về sữa tắm đôi đít mới Stu Skinner Rô Nourisher 709ml. Một sản phẩm sữa tắm giúp chăm sóc cơ thể an toàn mỗi ngày với 100% chất tẩy rửa từ thiên nhiên, phù hợp với mọi làn da, giúp nuôi dưỡng một làn da căng đẹp dài lâu. Thương hiệu. Đồ chắc chắn là thương hiệu đã không còn xa lạ đối với người dùng Việt Nam. Nhãn hiệu này đã có hơn 50 năm lịch sử với đa dạng dòng sản phẩm nuôi dưỡng cơ thể. Với các dòng sữa tắm do Đô mang lại đều nhận được sự yêu thích của người dùng bởi khả năng nuôi dưỡng da vượt trội với công thức dưỡng ẩm chuyên sâu và an toàn dịu nhẹ với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm nhất. Thành phần chính. Sản phẩm chứa 100% thành phần chất tẩy rửa tự nhiên, có lợi cho da, giúp dưỡng da mềm mịn. Không chứa chất sulfate, hoàn toàn phù hợp và an toàn với mọi loại da. Đặc biệt, sữa tắm còn chất nước Rium mới Stu với 3 chất dưỡng ẩm chính là Ciric Acid, một loại lipid có khả năng thẩm thấu sâu vào da gấp 10 lần, bổ sung độ ẩm tự nhiên đồng thời giúp khóa ẩm, ngăn ngừa tình trạng mất nước cho da. Glycerin có tác dụng hút ẩm, hơi nước từ không khí vào da, và dầu đậu nành tự nhiên có khả năng cung cấp protein giúp da khỏe mạnh. Ưu điểm vượt trội mà sản phẩm mang lại. Được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến hiện đại. Sữa tắm đồ đít mới Stu Skinner Rô Nourisher 709ml được sản xuất nhờ công nghệ tiên tiến hiện đại nước Rium mới Stu giúp dưỡng ẩm, chăm sóc da hiệu quả, mang lại cảm giác tươi mát và sảng khoái, nuôi dưỡng làn da tầng sâu bên trong. Chứa thành phần tự nhiên có lợi cho da. Sữa tắm đồ đít mới Stu Skinner Rô Nourisher được tạo bởi những dưỡng chất làm sạch da tự nhiên, nhẹ nhàng, dịu nhẹ với hệ vi sinh vật là lớp bảo vệ cho làn da. Giúp mọi quý cô có được một làn da mềm mại, chắc khỏe tự nhiên. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn chứa thành phần nước Rium mới Stu TM với các dưỡng chất dưỡng ẩm kết hợp với lipid tự nhiên của da giúp nuôi dưỡng làn da đến sâu bên trong, giúp da trở nên mềm mịn, sáng khỏe. Được áp dụng những công thức nghiên cứu mới. Trong sản phẩm này, nhà Đô đã áp dụng công thức tăng cường độ ẩm lên gấp 10 lần, góp phần giúp làm sạch da một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, làm da trở nên mềm mại, mượt mà hơn ngay sau khi tắm. Bên cạnh đó, còn có công thức mới giúp tạo nhiều bọt hơn, siêu nhẹ thích hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm, cũng góp phần thúc đẩy thành phần dưỡng vào sâu bên trong, giúp nuôi dưỡng làn da của bạn. Thiết kế đẹp tiện lợi, đẹp mắt. Ngoài ra, thiết kế của sữa tắm đồ đít mới Stu Skinner Rô Nourisher 709ml cũng vô cùng bắt mắt với hình dáng chai thon dài dễ cầm nắm. Thiết kế bao bì và logo sang trọng với nền trắng chữ xanh, hai màu sắc chủ đạo này đã góp phần giúp người dùng nhận diện thương hiệu của Dove.